Đây mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái món bún cá ngừ đại dương ha. Mình có cá ngừ đại dương với chả cá thác lát ha. Còn đây mình sẽ ăn cái dĩa rau đi kèm. Đó. À, thấy rất là hấp dẫn luôn ha. You still got, where did that banana come from? You still got banana? Yeah. Hôm nay mình sẽ cho đại ca mình ăn bún cá ngừ đại dương mọi người. Và mình cũng cho Tích Kỳ của mình ăn luôn. Em ngủ em dựa cái mặt em vô cho người ba em là cái mặt em nhỏ luôn á. Ăn đi con. Look at that. Thích rồi đó mọi người. Thích rồi đó. Em này em ăn là em phải nếm mọi người ơi. Thích thì ăn tiếp. Em ăn cá ngừ đại dương luôn đó mẹ ơi. Em giỏi lắm á. Cả nhà thấy con có giỏi không? Nghe kia. Con giỏi lắm á. Con giỏi lắm á ba. Chu. Hãy xin đi. It's good. Bây giờ cứ thích chơi đũa, chơi muỗng. Thấy thấy ba mẹ cầm gì cũng đòi hết á. Rồi muỗng rồi nĩa, rồi đũa. Mình cho em ăn thử hết để mốt em lớn lên em có kén ăn. Ba nó không có thích ăn cá đâu mọi người ơi, nó ăn ăn cá cái mùi nó có mùi cá mà mình nấu là không có mùi rồi đó nha. Mỗi lần mình nấu anh nói là anh ăn là nó vẫn không có nghe mùi cá. Còn cái chả cá là người ta làm sẵn rồi, mình chỉ về mình có thể là thêm một chút hành tỏi với một chút xíu đường thôi mọi người, chừng một muỗng cà phê đường thôi à, khoảng nửa ký á. Em thích kia giỏi lắm đó cả nhà ơi. Cười. Đại ca mình ăn sớm hết rồi đó mọi người. Đó, em nhỏ này em quậy rồi đó. Em
nhỏ nè đang ăn à, nghỉ ngơi xả hơi xong là ăn tiếp. Ba ăn mà ba thở dữ vậy ba. Ba ăn xong mà ba thở dữ vậy ba. That good chick. Ngon quá ba ơi. Dạ. Dạ. That's good. Thích tự múc ăn á. Thôi con đừng có dãy, con dãy nó rớt tùm lum bây giờ. Rồi con múc con bỏ miệng đi. Nó dính rồi. Em đòi ăn luôn hả? Giỏi quá, em thích cái giỏi quá. Em thích khi cái mẹ giỏi quá nè. Em thích khi ăn gần hết chén luôn rồi đó mẹ ơi. Cô chú ơi, khi ăn giỏi quá nè. Cả nhà ơi hả? Cười. Thích khi ăn giỏi quá. Giỏi quá. Đổ đó rồi. Giỏi quá. Em thích kia giỏi quá mẹ ơi. Cả nhà thấy con giỏi không? Con ăn gần hết rồi nè. Mẹ nấu ngon quá hả? Rồi. Đồ nó xuống cho dậy mốc ha. Đây mẹ giúp cho. Mẹ giúp cho con nha. Con muốn hớp hả? Trời mọi người. Cả nhà có thích kia hớp hả? Giỏi quá ha. Em mốc nha. Em giỏi quá. Cái gì mà khôn vậy anh? Anh chàng đẹp trai. Anh chàng đẹp trai hấp luôn nha. Em ăn gần hết rồi. Em ăn gần hết, em húp hết luôn ha. Daddy, this kid is finished. You did? Yeah. That's good. That's it. That's it. Nè, húp hết luôn đi. Em cầm cái chén ăn húp luôn đi. Mm.
ăn sạch sẽ luôn cả nhà ơi. Còn ăn sạch sẽ chén luôn cả nhà ơi. Thôi thôi con uống nước nha. Ôi em thích kia giỏi quá. Em thích kia giỏi quá. Con không uống nữa hả? Con không uống nữa hả? Ờ mẹ uống ấy hả? Ngon quá. Trời ơi, cứ mỗi lần nó uống nước là nó bắt mình uống mọi người ơi. Nó thương mẹ nó ghê chưa? Thôi bị sặc rồi. Em bị sặc rồi. Hết rồi. Em giỏi quá. Rồi hai cha con nó ăn xong, giờ tới phiên mình ăn nha. Mình nắm mình đưa gần một chút xíu cho mọi người thấy, tại vì nó cũng không có được rõ lắm ha. Em thích khi ăn hết chén bún luôn mọi người, ăn hết chén bún với ăn một cục cá ha. Em giỏi ghê luôn á. Mình sẽ cho giá vô nè, cho một miếng giá vô ha, một miếng bắp chuối, một ít salad và một miếng quế. Mời mọi người nha. Miếng cá ngừ nè mọi người, rất là ngon luôn, nó ăn giống như là thịt vậy đó mọi người. Rất là ngon. Hôm nay ăn ăn thịt rồi, hôm nay ăn cá cho nó ăn cá ăn rau cho nó đỡ ngán. Có sườn sớ nè, giống như thịt gà. Nước á có cái gì chua thanh của cà chua với thơm thôi, chứ mình không có sử dụng đường, rất là ngon luôn mọi người. Mình rất là thích ăn rau. Mình ăn cái gì, ăn bún ăn gì, có rau mình mới khoái.
ăn mà không có rau á, ăn nó giống như nó thiếu thiếu cái gì. Mùa này rau muống mắc quá mọi người, mà đi vô trong cái cửa hàng châu Á ở gần nhà nè mọi người thì hên xui, lúc thì rau muống á ngon lắm luôn, có lúc á rau muống bị héo mà để lâu rồi mọi người hết ngon rồi mình không có mua. Mình tới mình mua nhưng mà nó hết rồi, nó hết đồ ngon rồi. Mà rau muống mắc lắm mọi người, mùa này á rau muống á 6 đô một pound, ăn đâu có nổi đâu. Mua một bó bèo nó cũng phải 1 ký, mua có một bó rau muống à là hết 13-14 đô rồi. Mà rau muống á mình mua về á mình hay bỏ lá lắm, mình chỉ ăn cọng thôi mà lá hả, rau muống hộp mà mọi người, lá nó dài nó nặng. Thôi mình ăn tới đây ha, mình ngưng video ở đây rồi mình tiếp tục mình ăn đây. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, mọi người thích thì mọi người á like, chia sẻ, comment và sub cho mình ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.